cô bán, cô mua đồ nóng, đồ heo ngon nhất cô bán. Với lại cô biết sao không, cô bán giá mềm. Mà nói mà một tấm mà đòi ngon ra con biết không, nó cũng cực lắm con, nó cũng khó lắm, không có dễ đơn giản đâu. Thứ nhất là thịt phải ngon, thịt phải nóng, heo nóng phải ngon. Rồi cách mình quay nữa con, cách quay mỗi người khác nhau nữa, không ai giống ai hết. Rồi ở nhà cô Mai đi có mấy người thợ quay, con cô Mai cũng quay nè, cô Mai cũng quay, rồi thợ cô Mai quay nữa, nhưng ba người quay khác nhau hết. Cô quay đồ là cô có biết của cô, cũng thẳng đúng như vậy đó, là lâu năm cô tích lũy rồi đó, nó thẳng vậy đó. Mới là khoảng chừng hơn 30 năm. Cô bán chỗ này vừa là bán từ sáng đến chiều, nhưng mà nếu muốn cô Mai á buổi chiều á thì từ 3 giờ trở lên. Địa chỉ đây là chợ Bình Tiên, phường 4, quận 6. Vô cái chợ Bình Tiên hỏi cô Mai quay ta chỉ. Cô Mai bán ở mấy sau. Còn nếu mà không biết thì cứ lại tới chợ Bình Tiên đi, rồi điện thoại số điện thoại cô Mai nè. Nè đó, có việc Mai chỉ ha. Rồi nè, hai số điện thoại này ra. Cái duyên là hồi xưa là chị cô bán, ngày là ngày của chị cô, nhưng mà chị cô không có làm, chị cô về cô cho chị cô bán nhưng có gian, rồi chị cô bỏ đó. Rồi cô lúc đó cô còn nhỏ, cô thấy là lạ thì cô đi bán thôi chứ cô cũng không nghĩ đâu. Rồi tự nhiên cái bán thì thấy được thì thấy cô bán theo thôi, thấy nó vậy đó. Cô bán khoảng 7-8 món, ba đội nè, rồi đùi, sườn non, xá xíu, thịt đầu, mũi, má, đồ đầy đủ luôn. Cô Mai có riêng có da heo nữa. Cái giá con biết không, cái giá thì nó cập nhật theo ngày nha con. Giá lên thì cô Mai bán lên, giá xuống thì cô Mai bán xuống. Ba đội là 350, sườn non là 300.000. Cô bán là giá phù hợp, mà không rẻ, không mắc cái giá của nó. Giá thị trường bao nhiêu thì bán theo giá bao nhiêu thôi. Đa số là cô bay bán là nhờ ba đội. Ba đội là người ta ăn nó chín, có nghĩa là người ta cúng được nè, người ta nắm dỗ nắm quải được, nắm tiền. À, da là bán đắt rồi, cô vui rồi. Nhiều khi á người ta từ xa lại ta mua mà ta khen mình á, thấy cô vui lắm. Ta phản hồi lại á, ta nói thịt ngon lắm này nọ, ai ăn cũng khen. Từ hồi cô lên có chút tới giờ này á là mấy người ở dưới ở Trà Vinh, rồi ở mọi miền nước luôn á, có khi á Hà Nội luôn, nhiều khi ta đi ở dưới quê con thấy không, ta vô đây là ta khám bệnh, ai là thăm người thân rồi đó, người ta mua về làm quà cũng có.